Mới trở lại được 12 ngày chắc vậy. Acid đồ không quá. Dạng tốt cao thủ đồ No 1 server. Đây nè, đậu xanh, soi đồ ngay. À, nhìn sẽ đồ không chờ đâu được nè, quá cái nồi. Đây này, đây là Thứ Yên nè. À, nhìn sẽ đồ nhìn phải nhíu, phải nồi đâu có Thứ Yên có top à. Tiểu yêu chưa lên top. Sao không cập nhật hàng này, sao không cập nhật hàng đi. Chắc chưa cập nhật hàng đó. Đậu xanh, không biết hạng cấp bao nhiêu rồi. Cấp nhiều rồi. Đây, coi sức đồ 97 rồi. Cập nhập hạng đi. Top 2 số đó. Đây này top 2 số nè, 97 là top 2 số ấy. Rồi, cho anh em xem đồ nè. Nhìn sức đồ thì không thể chơi vào đâu được. Đậu xanh nhìn sức đồ thì gấp 10 lần set đồ mình. À, set đồ nhìn giá chiền này đây. Giá chiền này Khải nhớ không nhầm á, trên group đang rao bán với giá là 6 triệu 5. Giá chiền này với giá là 6 triệu 5. Anh em đúng không? Ở đây. Trên group rao giá 6 triệu 5 nhưng mà không biết là ông mua bao nhiêu nha. Rao với giá cần bán là 6 triệu 5 nha anh em. Đó, giá chiền 6 triệu 5. Rồi, đến cái nón. Cái nón này Khải nói cho anh em, server đang dặn hàng No 1. Phòng thủ 20, phòng chậm 20, sinh lực 71. Nón này Khải nghĩ không bèo trên dưới từ 5 đến 7 kim. Nón này ít nhất phải 5 đến 7 kim. Khải cho anh em biết giá từng món luôn. Cái đó Khải dự đoán nha, nếu cái nón này 5 kim Khải cũng xúc thiệt luôn. 5 đến 7 kim cái nón này. Rồi, đến cái áo. Áo này không chơi đâu được. Đậu xanh. Hồi 40, sẵn lỗi 19. Sinh lực 147, thiệt đồ đẹp quá đẹp em ơi. Không còn gì phải chơi. Cái áo này Khải dự tính cái áo này bèo bèo hiện tại bây giờ Thế Yên nghe mình nó rất là cần. Những áo như thế này nhìn quá đẹp. Vừa hiệu ứng này nó nhìn khá đẹp luôn nè. Áo này thằng người nó phải trên 5 kim, chắc chắn trên 5 kim, 100% luôn, trên 5 kim. Rồi, vũ khí. Khí khăn lôi 19. Cây này cũng dạng như cây No 1 anh em. Tại vì cây vũ khí khăn lôi á, trên 20 là tính trên đầu ngón tay nè. Hình như là Khải không thấy cái nào luôn. Chỉ duy nhất một cây khăn lôi 24. Đó, chỉ duy nhất một cây kháng lôi 24 cả server thôi. Còn cái này kháng lôi 19 thì Khải thấy khá là nhiều. Hôm trước Khải mang một cái chùy kháng lôi 19. Nhưng mà nó không có sinh lực, không có nội lực. Nói chung là cái chùy của Khải gọi là Khải mua có 100 xu thôi. Là cái 100 vạn nhất. 100 vạn là 300 xu thôi. Không có gì hết, chỉ có một mình kháng lôi dòng 1 thôi. Còn cái này á, nó có thêm sinh lực 119. Thì Khải nghĩ cái này nó bèo bèo cũng tầm 1 kim rưỡi đến 2 kim. Nếu mà mua đắt lắm là 2 kim rưỡi. Đó, vũ khí này nha nè. Lấy dòng sinh lực khá đẹp cho Thế Yên. Rồi đai lưng. Ông này auto sinh lực này mà. Auto đồ sinh lực. Không bằng 25, dòng độc 30. Sinh lực 105. Khá đẹp đai lưng này. Khải nghĩ cũng hơn 2 kim. Khải nghĩ hơn 2 kim mà. Không cao lắm đâu. Hơn 2 kim. Giày. Trời ơi. Thiệt đôi giày nhìn đẹp vãi nồi. Đôi giày này quá đẹp rồi em ơi. Đôi giày này Thế Yên hiện tại Thế Yên tiết ảnh tăng vào thì được tốc độ là như là 55 hay sao? Được tốc độ 55. Tốc độ 55. Khải nhớ không nhầm là 55. Tốc độ đánh 65. Tốc độ đánh 65. Nội ngoại 65. Còn tốc độ di chuyển nó sẽ tăng cho được 55 tốc độ di chuyển. Thì đôi giày này thì 38 thì đạt mốc rồi. Quá đạt mốc rồi. Kháng lôi thêm 30 nữa. Đôi giày này Khải nghĩ mua phải trên 10 kim. Bảo đảm anh em luôn. Đôi giày này mua trên 10 kim. Xét đồ này không chơi đâu được. Xét đồ này rất là cả, gọi là hàng No 1 server. Xét đồ quá đẹp. Đến bao tay. Bao tay thì Khải nghĩ bao tay này sẽ lực thì 530. Bao tay này cao lắm, ổng mua cao lắm 1 kim. Hoặc là từ 500 xu đến 1 kim thôi, không nhiều. 500 xu thôi nè. 500 xu thôi. Bao tay đó khoảng tầm 500 xu đến 1 kim. Rồi, đến ngập bội. Ngập bội thì cũng dạng hàng nô ấy. Ngập bội này 530. Hiện tại server Khải chưa thấy. Nhưng mà ngọc bòi này làm 130, nỗ lực 67. Thì Khải nghĩ cái ngọc bòi này nó giá khoảng tầm 1 kim rưỡi đến 2 kim. Kim rưỡi đến 2 kim không rẻ đâu. Tại vì những trang sức thời gian làm chậm nó khá là mắc. Không có đâu mà mua luôn. Nhẫn này thì hơi tù. Nhẫn này hơi tù, nhẫn này không bằng nhẫn Khải. Nhẫn này thì nó khoảng tầm Khải nghĩ nó tầm khoảng tầm 5 đến 1 kim thôi, 500 xu đến 1 kim thôi.
Đem xuống một kim thôi. Rồi, nhẫn này thì khá đẹp ấy. Nhẫn này khá là đẹp. Nhẫn này là kháng lôi 17, sinh lực 42, nội lực 135. Nhẫn này Khải nghĩ không nhầm, nhẫn này mua bèo lắm, phải 3 kim, phải 3 kim, 3 kim trở lên. Cái này cái nhẫn này. Alo, được, Khải cho ông xem cái nhẫn. Đi rồi. Đồ đẹp quá. Cả xếp hơn 10 triệu rồi. Quá đẹp. Chứ đồ quá đẹp, không chờ đâu được. Quá đẹp luôn đây mày. Cân bằng khá là cao, trời ơi. Kháng lôi 17, 19, 30. Chung kháng lôi không được mát. Tầm này thì kháng lôi không được mát này. 17 trừ hết âm đi. Còn được cái 19, 19 với 30 được 49. 49 với này 22 thì kháng lôi này được 61. Kháng lôi này được 61. 22, 22 với 49 là, ôi nhầm, 22 với 49 là 71 chứ. Kháng lôi được 71 chứ. Tầm kháng lôi tầm 7x đó. Tại vì cái nhẫn này trừ ra lượng âm đi nè. Nhẫn này trừ ra lượng âm đi. Nhẫn này trừ ra lượng âm khoảng 15 đến 17 đi. Thì cái áo 19 này 30 là 49, 49 với này 5 là 54, 54 với 7 là 71. Dao động kháng lôi tầm 70. Kháng lôi tầm 70, đồ khá đẹp. Thủ phòng thủ lý là 37. Trời ơi, đồ này thì không trâu vào đâu được. Phòng thủ lý 37. Chống băng 17 với cái này 42, 42 với cái này 17 nữa. Ui, kháng băng 59. Ui, xếp đồ này thì không trâu đâu được. Ở cái vũ khí nữa nè. Vãn rồi, cái vũ khí nữa nhầm. Cái vũ khí nữa là mắt kháng lôi rồi. Trời ơi, đồ đẹp quá. Cái vũ khí nữa nè mày. Nãy Khải không đổi cây, không đổi cây vũ khí. Kháng lôi 19 nữa nhầm. Tính ra kháng lôi mát này. Mát này, không được cộng nhưng mà được mát. Kháng lôi được mát. Quá đẹp. 19, 19, 38, 68, 68 với 22. Kháng lôi 80, dư được 5. Kháng lôi quá đẹp. Kháng lôi 80 nè. Nãy Khải tính nhầm, chưa tính cây vũ khí. Quá đẹp. Trong đồ này không chờ đâu được. Đồ này solo. Đồ này mà thiên này đánh solo. Hơi bị canh ấy, đường môn nhiều khi đánh không lại ấy. Nó tặng một hai cái được môn năm ngay. Hôm nay có phòng thủ nữa, trời ơi, cái này phòng thủ cái này được môn đánh suy nhờ rồi. Quá đẹp. Quá chất. Nói chung là anh em xem đừng quên cho một like, chia sẻ video này nha anh em ơi. Nói chung là đồ đẹp quá nên là soi lâu cho anh em xem. Sẽ đồ đã hơn 10 triệu ấy, biết đâu. Thật. Đồ đẹp vô lợ. Đừng đưa mình lên quá, mình nó là mùi ấy. Đồ đẹp nhìn vãi nè. Thêm nói chung là mình muốn sâu người ta lên, mình hồi ý tiếng nè, hồi ý kiến tí rồi sau nè. Ừ, vũ khí nè. Rồi anh em xem thì đừng quên cho một like, chia sẻ video nha. Nói chung là sẽ đồ không còn gì nữa bạn, hơn 10 cú là có.